Thời điểm này, mua đất vùng ven chỉ có mà phá sản. Tại sao mua đất vùng ven thời điểm này lại được gọi là phá sản? Như các bạn đã biết, nếu như bạn đầu tư vào đất vùng ven hơn một năm trước thì chắc chắn tỷ lệ tăng trưởng rất là tốt. Bây giờ, nếu như bạn đang có ý định mua đất vùng ven thì hãy hết sức là cẩn thận. Và để mua đất vùng ven có một kế hoạch tăng trưởng tốt thì bạn cần phải lưu ý những điểm như sau. Điều đầu tiên, thay vì đầu tư ngắn hạn thành đầu tư trung và dài hạn, bạn phải đầu tư ít nhất từ 3 cho đến 5 năm. Thứ hai, bạn hãy xem cẩn thận tất cả những quy hoạch tại khu vực địa phương đó. Xem coi đất ở khu vực địa phương đó sốt đất vì yếu tố gì. Nếu như vì yếu tố giao thông, hạ tầng hay là các khu dự án mọc lên thì hãy xem thực tế công trình đến khi nào được triển khai. Nếu như bạn mua những vùng đất thuộc những cái dự án hay là những cái vùng lân cận mà dự án đó sắp triển khai thì tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận mới tốt. Số 3, tính thanh khoản của đất vùng ven hiện tại. Khi mà các ngân hàng đang siết chặt tín dụng cho vay, vậy thì đất nền vùng ven sẽ vô cùng khó khăn để mà vay được ngân hàng. Điều đó có nghĩa nhà đầu tư họ sẽ rất rè chừng cho việc mua những nhóm đất này. Bạn phải xác định nhóm đất này sẽ khó thanh khoản hơn so với lại những bất động sản khác. Cho nên bạn không nên nôn nóng bán sớm những bất động sản khi mà bạn đầu tư đất vùng ven. Tỷ lệ tăng trưởng của nó chưa đạt được kỳ vọng. Vậy thì bạn hãy chuyển cái kỳ vọng về thanh khoản của nó qua một cái giai đoạn mới. Ngay giai đoạn này, nếu như bạn đầu tư đất nền vùng ven thì nên đầu tư dài hạn sẽ tốt hơn. Lưu ý, tôi đã nhắc trong nhiều video, hãy xem tính chất pháp lý của đất nền vùng ven để bạn không bị ôm hận cả đời.